Khi về hưu, người thông minh sẽ cắt đứt quan hệ với ba kiểu người này. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, nhiều người trong cuộc sống hiện đại đã theo đuổi lối sống tối giản, lành mạnh. Họ không chỉ bỏ đi những món đồ, thói quen không cần thiết, mà ngay cả các mối quan hệ cũng vậy. Đối với những người trái tim không đủ vị tha, chúng ta cũng không nên kết giao hay thân thiết. Đặc biệt, những người đã ở ngưỡng tuổi trung niên, xế chiều, càng cần đề phòng những kiểu người dưới đây để tránh bị lợi dụng, hãm hại. Tốt nhất, bạn nên tránh xa họ. 1. Người thân sống ích kỷ. Khi có tuổi, bạn dễ bị người thân lợi dụng và lừa lọc, đẩy bạn tới cuộc sống khốn cùng. Không phải lúc nào người thân cũng tốt. Bên cạnh những người thật lòng, cũng có cá thể chỉ muốn lợi dụng bạn. Họ sống ích kỷ, đặt quyền lợi của bản thân mình lên đầu tiên, nên sẽ không hiểu cho hoàn cảnh của người khác. Những người này sống cả đời chỉ nhìn vào sự sung túc viên mãn của bản thân, quên đi người khác đang sống ra sao. Vì vậy, nếu phát hiện ra người thân của mình có lối sống ích kỷ, muốn lợi dụng người cùng một nhà, thì hãy góp ý nhẹ nhàng với họ. Nếu họ không có sự thay đổi, bạn nên rời đi, cắt đứt mối quan hệ để tránh rước họa vào thân. Lối sống ích kỷ với người trong gia đình mình sẽ khiến họ tự cô lập. Cái giá phải trả cho suy nghĩ sai lệch ấy chính là sự cô độc. Có rất nhiều người họ hàng kém duyên, không biết giữ đúng chừng mực, tò mò quá mức về đời tư của bạn, luôn muốn biết bạn đang quen ai, đang yêu ai, khi nào kết hôn, khi nào sinh đẻ, mức lương bao nhiêu, công việc như thế nào. Quan tâm khác soi mói. Người quan tâm sẽ biết nghĩ cho bạn điều gì nên hỏi, điều gì không. Còn người soi mói, việc gì cũng hỏi, cũng chỉ để thỏa cái miệng của họ mà thôi. Thực tế, họ không thực sự quan tâm đến bạn, mà chỉ muốn biết để so sánh hoặc chê bai. Một giọt máu đào hơn ao nước lã là tình thân quan trọng, nhưng với kiểu họ hàng tham phú phụ bần, tốt nhất nên tránh kết giao. Khi bạn giàu sang, họ chắc chắn sẽ niềm nở thường xuyên thăm hỏi. Khi nghèo khó, họ lại quay lưng không ngó ngàng đến bạn. Kiểu người luôn tìm lợi ích từ bạn, không đáng để bạn quan tâm hay giữ gìn. Nếu bạn vẫn cố chấp giữ quan hệ hòa hảo, chỉ càng khiến bạn thêm nặng lòng những lúc xa cơ mà thôi. 2. Người sống giả tạo. Có những người luôn lấy mồm miệng để đỡ tay chân. Họ chỉ nói suông chứ hiếm khi thực hiện được điều mình đã hứa. Lời nói và hành động bất nhất khiến người xung quanh mất đi niềm tin vào những người này. Khi một người hành động không xuất phát từ lợi ích riêng, họ sẽ có xu hướng không quan tâm nhiều đến địa vị xã hội của người khác. Người chân thành sẽ tôn trọng tính cách và đặc điểm của tất cả mọi người. Trong khi đó, người giả dối luôn thích tạo mối quan hệ với những người giàu có và quyền lực. Nếu bạn thuộc đối tượng này, họ sẽ có xu hướng tiếp cận để lợi dụng bạn nhiều hơn là tình cảm chân thành. Người chân thành thường khiêm tốn và không thích khoe khoang về thành tích của bản thân để tìm kiếm sự chú ý. Một kẻ giả tạo lại rất kiêu ngạo và luôn mãi khoe về những thành tích của mình, thậm chí là tự khuếch đại chúng. Kiểu người trước mặt nói tốt về bạn hết lời, sau lưng lại chỉ thực hiện những hành động nhằm hạ bệ bạn sẽ mang tới nhiều hệ lụy. Lối sống đạo đức giả ấy khiến nhiều người không kịp trở tay vì lỡ tin tưởng vào những gì họ thể hiện. Khi về già, bạn nên tránh xa những người có tính cách này. Bạn nên phòng trường hợp có ngày họ đặt điều và vu vạ. Tới lúc đó, chỉ sợ thanh danh của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Khi đã có tuổi, bạn đừng nên để những người có tính cách xấu xa làm ảnh hưởng tới mình. Ngược lại, hãy duy trì các mối quan hệ chất lượng, không coi trọng số lượng và sống một cuộc đời bình yên, tốt đẹp. 3. Người có thói quen xấu. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi tiếp xúc và thân thiết với những người có thói quen xấu, bạn sẽ dễ có xu hướng bị người ta ảnh hưởng. Nhiều người sống có thói quen nói xấu, nghĩ xấu về người khác,
sau đó phán xét đánh giá họ một cách phiến diện. Khi điều này trở thành thói quen, họ nhìn ai cũng chỉ thấy điểm xấu, quên đi mất điểm tốt. Vì thế, những câu từ chê bai, phán xét liên tục xuất hiện. Có người lại có thói quen khoe mẽ quá đà. Họ lúc nào cũng cho rằng cuộc sống của mình hoàn hảo và phô trương những thứ mình có. Điều đó có thể là gia đình giàu có, con cái học giỏi, được chồng chiều như bà Hoàng. Việc khoe mẽ và phô trương khiến họ sinh ra tính cách tự cao, lúc nào cũng cho mình là nhất, giỏi giang hơn người. Khi chúng ta có tuổi, các mối quan hệ của ta ngày càng ít đi. Bạn nên học cách trân trọng những mối quan hệ giá trị, tốt đẹp, những người không cần thiết trong đời thì nên tránh xa. Thay vì cứ chạy theo những điều độc hại, thì việc dành thời gian tâm huyết để vun đắp, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp xứng đáng hơn nhiều. Hồi còn trẻ, chúng ta cần mở rộng mối quan hệ xã hội vì nhiều lý do. Lúc đó có lẽ ai cũng từng bị phản bội, lợi dụng, chơi xấu ít nhất một lần vì giữ mối quan hệ với người xấu tính. Khi về già, chúng ta tôn thờ cuộc sống bình yên, tốt đẹp và hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần bên cạnh ta có những người thân luôn chân thành, những người bạn luôn yêu thương, thì đó đã là phúc đức, phước lành. Quý vị thân mến, con người chúng ta trong cuộc sống có nhiều lúc cảm thấy không thỏa mãn bởi ham muốn vô hạn của bản thân. Muốn nhà đẹp, muốn xe hơi, muốn giàu có. Chính vì muốn quá nhiều và không biết đủ mà lúc nào con người ta cũng phải lo lắng và suy nghĩ. Tới khi không đạt được ham muốn của bản thân, họ bắt đầu quay sang oán thán trách móc. Họ trách ông trời bất công, trách sao họ không được sinh ra trong gia đình giàu có, trách sao họ chẳng may mắn như ai kia. Thế nhưng kỳ thực, điều quyết định việc chúng ta sống có an nhàn, vui vẻ hay không nằm ở phần giảm đi mà không phải ở phần tăng lên. Điều này có nghĩa lý gì? Đó là chúng ta chỉ khi vứt bỏ được những gánh nặng, những ưu phiền của cuộc sống ngoài kia mới có thể sống thật thanh thản và hạnh phúc. Vương Dương Minh từng chia sẻ: người ở thế hệ chúng tôi rất dụng công, không mong gì ngày một tăng lên, chỉ mong ngày một giảm đi. Bớt đi một chút ham muốn chính là hiểu được một phần lẽ trời, nhẹ nhàng vui sướng và giản dị biết bao. Trong Đạo Đức Kinh cũng viết: biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Như thế, con người sống trên đời cần phải có giới hạn, phải biết đủ, biết hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Bởi lẽ, người biết đủ sẽ luôn mỉm cười đối mặt với mọi chuyện xảy đến, điềm nhiên đứng ngoài mọi sự tranh giành, ganh đua tầm thường. Cũng vì biết đủ, luôn đặt cho mình một giới hạn nhất định, nên họ hiểu rõ bản thân cần làm gì và không được làm gì. Do đó, những người biết đủ sẽ luôn tìm được cho bản thân con đường đi phù hợp nhất, luôn thấy đủ đầy thỏa mãn và cũng luôn giữ được cho mình một tâm thế cân bằng để sống thật an nhiên và tự tại. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sống ở đời, dù thân thiết đến mấy cũng phải nhớ tránh phạm sai lầm này. Thưa quý vị, khi hiểu lý do vì sao càng thân thiết càng phải giữ mình, bạn sẽ tìm cách điều chỉnh lại cách sống để tránh tai bay vạ gió, chỉ vì sự cả nể, bao đồng hay quá bao bọc cho bạn bè, người thân, người yêu, người chồng, vợ của mình. Khi nghe tới cụm từ càng thân thiết càng phải giữ mình, có thể bạn cảm thấy mâu thuẫn, vì một khi thân thiết nghĩa là ta đã hoàn toàn tin tưởng mà vẫn còn phải giữ mình thì xem ra không thân thiết nữa rồi. Thế nhưng bạn cần hiểu rằng quan hệ người với người luôn tồn tại những mâu thuẫn do sự khác biệt về văn hóa gia đình, môi trường, văn hóa xã hội, nên chắc chắn có bất đồng trong suy nghĩ và từ đây sẽ xảy ra những rắc rối liên quan. Dù hai người có thân thiết tới đâu, có tâm đầu ý hợp tới nhường nào đi chăng nữa, vì thử hỏi bạn có chắc chắn hiểu chính mình hay người bạn mình 100%? Câu trả lời chắc chắn là không, vì chính chúng ta cũng đang dành cả đời này để tìm hiểu chính mình đấy thôi.
Một, chuyện riêng tư. Vì mang tên thân thiết nên dường như họ biết hết mọi chuyện của ta. Vì cứ buồn hay vui, ta cũng tìm tới họ để tâm sự. Nhưng mấy ai giữ được trong lòng, thường thì họ đem chuyện riêng tư ta đi nói cho người khác. Dù khi không có ý xấu, nhưng chỉ vì hào hứng với câu chuyện hay ho vừa được nghe kể, đã kể ngay cho người khác để giải tỏa một số thắc mắc trong lòng mình và vô tình tiết lộ bí mật của bản thân. Vì thế, nói năng, làm việc đều phải chừa cho mình đường lui, dù có thân thiết đến mức nào cũng phải có chừng mực. Vì thế là bạn bè cũng phải hiểu thế nào là chừng mực. Khi kết giao với người khác sẽ tạo cảm giác vừa thoải mái lại không quá vô lễ, giữ khoảng cách nhưng lại không quá hờ hững xa vời. 2. Tiền bạc, tài chính. Tình bạn nên đơn thuần là sự trong sáng giản dị. Đã đến với nhau thì bằng sự chân thành mới bền lâu. Còn chỉ vì màu sắc rực rỡ bên ngoài thì có phúc cùng hưởng, nhưng có họa của ai người nấy tự chịu mà thôi. Nếu là người bạn thực dụng, tình cảm ấy sẽ trở nên rẻ mạt và dễ dàng đổi thay. Vì thế, nếu liên quan đến tiền thì từ thực dụng sẽ càng được nêu ra nhiều nhất. Vì thế, chuyện cho vay tiền bạc giữa bạn bè hay người thân vô cùng nhạy cảm, và chuyện đùa cợt về nó càng là điều không nên. Có thể chỉ vì câu nói đùa không ý tứ, chỉ muốn mọi người vui vẻ, lại khiến đối phương suy nghĩ, thậm chí ôm hận trong lòng. Nhiều người mượn tiền và vì cho rằng của bạn nên mượn tới lúc nào chẳng được. Thế nhưng phải nhớ rằng, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tiền đã mượn phải rõ ràng ngày trả, trả số tiền bao nhiêu, không được lờ đi như không biết, kẻo tình cảm rạn nứt. 3. Bạn bè giúp đỡ nhau. Giữa bạn bè và thậm chí là người thân với nhau, vì quá thân tình nên nhiệt tình giúp đỡ, nhưng đó là vì tình cảm chứ không phải nghĩa vụ. Nếu quan hệ quá gần gũi, sẽ cho đó là lẽ đương nhiên, giúp đỡ nhau cũng là điều nên làm. Thế nhưng, bạn nên nhớ rằng, không có gì là đương nhiên, không có bữa ăn nào là miễn phí cả, vì một khi ai đó giúp bạn, dù một việc nhỏ thôi cũng đáng trân trọng. Nếu không có lòng biết ơn giữa một mối quan hệ, thì tình cảm sẽ ngày càng rạn nứt và không thể bền lâu. Không thể vì bạn thân, người yêu mà nghĩ rằng mình được quyền đòi hỏi một cách mù quáng là phải giúp bất cứ việc gì mình muốn. Họ cũng có cuộc sống riêng, có vấn đề cần phải quan tâm, đâu cứ gì thời gian là dành cho bạn 100%. Đừng khiến họ cảm thấy bạn chỉ là gánh nặng với danh nghĩa thân thiết. 4. Khuyết điểm và nỗi đau. Dường như càng thân thiết thì khoảng cách càng gần, và để thể hiện sự hài hước, ta hay đưa khuyết điểm hay nỗi đau của người ta ra để bông đùa. Thế nhưng, nếu thái quá sẽ là không tốt. Đùa cợt trên nỗi đau của người khác không chỉ khiến bản thân trở nên vô duyên mà còn độc ác vô cùng. Ranh giới giữa hài hước và vô duyên vốn rất mong manh. Đôi khi, chỉ vì sự vô tâm của mình mà bạn cầm dao cứa vào trái tim người khác. Khuyết điểm và nỗi đau của người khác luôn là vấn đề nhạy cảm, tốt nhất đừng nên đụng vào. Nên nhớ, cười với bất hạnh của người khác, và nên nhớ rằng, càng thân thiết càng phải giữ mình, chứ nói hết tất cả các yếu điểm của mình cho người khác biết. 5. Người thân ruột thịt. Vốn là người thân có quan hệ huyết thống với nhau, nên ta nghĩ chuyện tương thân tương ái là việc nên làm. Nhưng việc đó cũng có giới hạn. Nhất là khi trưởng thành rồi, mỗi người lại có một cuộc sống riêng, ai cũng có gia đình riêng, có những người thân khác cần ta chăm sóc. Do đó, không phải vì thế mà trách cứ nhau vì không được khăng khích mật thiết như xưa. Người xưa từng nói, tình yêu và tình bạn giữa con người với con người không phải là tình thân. Khi còn nhỏ, ta thường xem tình thân như một cái gì đó rất tốt đẹp và quan trọng. Lớn lên rồi, sống đơn độc một mình mới biết tình thân là thứ dung tục. Cố gắng lôi kéo, dính kết vào với nhau, thậm chí có những nỗi gian khó tồi tệ nhất trong cuộc đời lại là do người thân tạo thành.
vì thân, nên ta từng mong những điều tuyệt vời nhất đến với họ. Nhưng thực tế, ta vẫn cần để họ tự đi trên đôi chân của mình. Nếu họ không trưởng thành được một phần, cũng là do ta mà thôi. Vì thân, không nên quá bao bọc. Quá bao bọc sẽ tạo nên sự phụ thuộc. Họ cần tự đứng trên đôi chân của mình mới giúp họ có một cuộc sống tốt, không liên lụy đến nhau. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không xem nhau là người thân hay tỏ ra phụ bạc. Chỉ cần lâu lâu thăm hỏi nhau là đủ. Còn vẫn phải để họ tự lập, tự lực cánh sinh mà trở nên mạnh mẽ. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Không ai có thể giúp được người khác cả đời. 6. Yêu nhau cũng cần có khoảng cách. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Vì yêu, người ta có thể làm tất cả mọi điều. Yêu không phải là kiểm soát hay thống trị, mà là tôn trọng sự khác biệt trong tính cách, bởi sự hấp dẫn giữa hai tâm hồn mới giữ được hơi ấm của tình yêu. Thế nhưng, nên hiểu, yêu thì vẫn chưa là vợ chồng, nên không thể cho đối phương bất cứ đặc quyền nào của người vợ, người chồng. Hai người vẫn cần có khoảng cách để đủ yêu, nhưng cũng đủ tìm hiểu đối phương có phải là đối tượng phù hợp để có thể kết bạn trăm năm hay không. Chỉ ai cho người kia cái quyền như vợ, như chồng, nên lúc chia ly mới trách cứ anh tồi tệ hay cô quá tồi tệ mà thôi. Mối quan hệ ngọt ngào nhất thế gian ấy, cuối cùng, ngoài cảm xúc, vẫn cần một chút lý trí để mỗi người vẫn còn đường lui khi hai người không hợp và chia ly, thì họ vẫn tiếp tục cuộc sống mới tốt đẹp hơn. 7. Vợ, chồng cũng cần không gian riêng. Có người cho rằng, kết hôn rồi thì hai người vô cùng thân mật, không khoảng cách. Tất cả mọi thứ phải được công khai một cách minh bạch. Từ công việc, công tác, bạn bè của đối phương, tất cả đều phải hiểu rõ, không bỏ sót một chi tiết nào. Thế nhưng, khi đối phương không còn chút bí ẩn nào để khám phá, tình cảm đó lại nhanh phai nhạt. Ví như, vì là vợ chồng không cần giữ ý tứ, nên bạn để người ta thấy cảnh tượng lôi thôi, lượm thượm xấu xí của mình quá thường xuyên, trong khi họ có cơ hội gặp người khác bên ngoài thơm tho xinh tươi hơn, thì tại sao họ vẫn phải ở đấy mà chịu đựng bạn cơ chứ? Bạn nghĩ, mình có quyền gì ngoài tờ đăng ký kết hôn? Để sống chung một căn nhà từ thập kỷ này tới thập kỷ khác thực sự là một môn học cần phải nghiên cứu rất kỹ và cũng là một cấp độ học thức rất cao sâu cùng khả năng thực hành bền bỉ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu chỉ vì một tờ hôn thú mà bạn có quyền ép đối phương làm mọi thứ theo ý mình mà không có chút không gian riêng thì liệu có quá đáng lắm không? Họ cũng cần chơi tennis, đá bóng, tụ tập với bạn bè, có chút riêng tư để được thể hiện sự đàn ông với chúng bạn trước khi quay về gia đình chứ. Nhà văn Tiền Trung Thư từng nói, hôn nhân là một thành phố bị bao vây, người bên trong muốn bước ra ngoài, còn người bên ngoài thì muốn bước vào trong. Nếu như không hiểu thế nào là chừng mực, không hiểu thế nào là giữ khoảng cách, thì hôn nhân sẽ là một thành phố nghẹt thở. Hơn nữa, vợ chồng cũng cần có khoảng cách đủ để nhớ nhau, để khi trở về, họ lại được tận hưởng cảm giác nồng say sau nhiều ngày xa cách. Tình yêu vợ chồng sẽ càng bùng cháy khi họ trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên, xa nhau vừa đủ là bao lâu cũng là điều mà cả hai cùng phải tìm hiểu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!